Em xin kính chào các bác ạ. Hôm nay thì em lại xuống. Bên em thì thường hay xuống rất là nhiều đơn thân VIP các bác nhé. Kính mong các bác đón xem ủng hộ ạ. Các bác đặt hàng liên hệ trực tiếp qua số là 0977 842 981 các bác nhé. Em gái sẽ Zalo từng chậu ạ. Dạ, mở đầu like thì em sẽ giới thiệu các bác một cái dề tam bảo của Tây Bắc các bác ạ. Đây các bác ơi, trước màn hình của em là một cái dề tam bảo của Tây Bắc mà phải nói ngọn là nhựa siêu là đẹp các bác nhé. Đó. Các bác chốt cho em cái mã này là T1 các bác ạ. T1 nhé, phải nói là rất là nhiều những ngọn phân nhánh các bác ạ. Đây các bác nhìn này, rất là nhiều những con ngọn phân nhánh luôn các bác. Nụ rất là nhiều luôn ạ các bác ạ. Nụ rất là nhiều luôn nhé. Đó, mịa bồng rất là nhiều con trên thân luôn. 1 này, 2 này, 3 này, bồng con tất ở chân này, 4, 5 các bác ạ. Nói chung là dòng phân nhánh ngọn các bác nhé. Phân nhánh ngọn bồng con và đang đi rất là nhiều nụ ạ. Dạ, chia sẻ các bác cái mã T1 ạ. Các bác ngắm này, nó siêu đẹp các bác nhé. Mã T1. Đó, bác nào sưu tầm được em gái chia sẻ các bác với giá là bằng 1 triệu các bác nhé. 1 triệu cho cái mã T1 ạ. Các bác ngắm lũa lan phải nói siêu là đẹp các bác ơi. Dạ, em gái chia sẻ cái mã T1 bằng 1 triệu các bác nhé. Đây là cái dề tam bảo của Tây Bắc phải nói rất là đẹp các bác ạ. Đây, ngọn phân nhánh thì rất là nhiều. Em sẽ soi các bác thế này các bác xem. Tại vì hôm nay chỗ em nó đang mất điện. Đấy, mất điện thì bật bằng máy phát thì nó cũng hơi là ồn. Đấy, bác nào sưu tầm được cái mã T1 này thì chốt cho em với giá bằng 1 triệu các bác nhé. Các bác nhìn ngọn này. Đấy, có những ngọn gọi là phân nhánh rất là nhiều con, thường là nó ngọn nó đẻ búi các bác ạ. Mã T1 nhé. Dạ, em chia sẻ các bác với giá bằng 1 triệu các bác ạ. Dạ, tiếp theo thì em lại chia sẻ các bác một số mã đơn thân như là quế trắng các bác nhé. Quế trắng này. Đấy, trước màn hình của em thì là một cái chậu quế trắng này, nó rất là đẹp các bác ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, một trong dòng đơn thân mẹ đồng bồng con để búi các bác ạ. Cái mã này thì mẹ bồng con để búi các bác nhé. Đấy ạ, rất là đẹp các bác ạ. Cái mã này thì các bác chốt cho em cái mã G1 ạ. G1 để con bồng, gọi là để búi rất là nhiều cái mã G1. Dạ, em chia sẻ các bác với giá bằng 1.500.000 các bác ạ. 1.500.000 cho một mã đơn thân là G1 nhé. Dạ, tiếp theo của em là một chậu quế vẫn là của Hòa Bình đẹp các bác ạ. Mã này thì có mã là D4 ạ. Dạ, D4 bác là sưu tầm được em chia sẻ bằng 600.000 các bác nhé. 600.000. Đây, cái chậu này thì bản lá to rất là đẹp các bác. 600.000 cho cái mã D4 các bác nhé. D4 này. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em ạ. Dạ, tiếp theo của em thì vẫn là một chậu quế nữa các bác ạ. Chậu quế thì cái mã này thì em nhìn lại cái mã đó. Mã này các bác là Q1 chậu ạ. Dạ, cái mã này là Q1 chậu các bác nhé. Bác là sưu tầm được em chia sẻ bằng 650.000 các bác ạ. 650 cho cái mã Q1 chậu ạ. Bản lá to các bác nhé. Cái bản lá này của nó 5 sen các bác này. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em ạ. Nó chia sẻ với giá bằng 500.000 các bác nhé. 500, à, em xin lỗi, là bằng 650 ạ. 650.000 cho cái mã Q1 các bác ạ. Q1 quế trắng ạ. 650 các bác nhé. Dạ, tiếp theo của em thì lại là một đơn cáo các bác ạ. Một đơn cáo lẻ này mà ở trên lúa em bóc nó riêng ra các bác, có 3 ngọn thôi. Em bóc riêng có 3 ngọn, mã này các bác chốt là 1B các bác nhìn này. Đây. Nó bồng con như thế này các bác ạ. Đây, nó đang đẻ con này. Tại vì lũa nó mục em gỡ nó ra, cả mã này em để các bác bằng 80.000 các bác nhá. 80.000 cho cái mã 1B. Đó, các bác sưu tầm cái mã 1B này chốt giúp em bằng 80 các bác nhá. Dạ, đây là cái mã 2B các bác ạ. Mã 2B thì nó ở trên cái cục lũa các bác ạ. Dạ, mã 2B thì ở trên cục lũa thì cái mã này rất là đẹp các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Đây là cái mã 2B. Đó, cây của nó thì là chuẩn bị nụ đấy các bác ạ. Nó bao gồm có một cây mẹ này, bồng một cây con này, bồng hai cây con này. Đó, mẹ đẻ con các bác, bồng ba cây con nhá. Một con mẹ bồng ba con. Ở trên đây một con nữa, bên đây một con nữa các bác nhá. Cái này thì nó ở trên một cái cục gỗ các bác ạ, cục gỗ. Đó, nó được thuần trên một cái cục gỗ đẹp. Em để các bác cái mã này bằng 250 các bác nhá. Mã 2B ạ. Dạ, cái mã 2B bằng 250 các bác nhá. 250 cho cái mã 2B. Dạ, tiếp theo của em là một cái chậu tam bảo sắc của Điện Biên ạ. Em có đúng một chậu được các bác ơi. Có đúng một chậu thôi, bác là sưu tầm được em gái chia sẻ bằng 160.000 các bác nhé. 160 ạ. Đó, 10 thân một chậu các bác ạ. Có một đúng một chậu duy nhất ạ. Thực sự là mã này em sale, chứ bình thường các bác đi mua cây giống về ghép cũng không có giá bằng 160.000 đâu ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại rồi em gái sẽ Zalo các bác ạ. Dạ, tiếp theo của em thì lại là một cái chậu trầm tím rừng của Điện Biên các bác ạ. Chậu này thì thân khá là dài các bác nhé.
Ra hôm nay em có một chậu được các bác, một chậu duy nhất trầm tím rừng Điện Biên. Đó, chậu này thì bây giờ mới bắt đầu xuống lá các bác ạ, bắt đầu ngả lá này. Để nó xuống lá rồi nó sẽ cho hoa các bác nhé. Mã này thì trầm tím rừng Điện Biên em sẽ chia sẻ các bác bằng 230k các bác ạ, 230 ạ. Đó, 230k cho cái mã trầm tím rừng Điện Biên các bác nhé. Đó, dạ tiếp theo thì của em là một cái chậu lộc bắc các bác ạ. Đây, trước màn hình là một cái chậu lộc bắc, phải nói là một chậu nái các bác ạ. Thì bao gồm là nó có 5 thân hoa các bác nhé, bao gồm có 5 thân hoa. 4 thân rất là dài mà một thân thì hơi ngắn một chút các bác ạ. Là một thân hơi ngắn một chút này. Những thân này là khai thác giống thôi các bác. Đây là nó tiềm năng là một chậu nái gốc to các bác nhìn này. Đó, mầm gốc này đang bật rất là nhiều ạ. Dạ em chia sẻ cái chậu lộc bắc này với giá bằng 450 các bác nhé. 450 cho cái chậu lộc bắc ạ. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại cho em các bác nhé. Đây. Tiếp theo thì em chia sẻ các bác đó là một cái chậu mắt đỏ. Đó, mắt đỏ cánh bầu đại các bác ạ. Đây là cái dòng mắt đỏ này. Mắt đỏ Đông Lai Tân Lạc cánh bầu đại đấy. 2, 4, 6, 8 thân hoa các bác nhé. Bao gồm 8 thân hoa. Rồi cái mã này thì hôm nay sale các bác này cả một chậu mẹ này. 8 thân hoa các bác ạ. 8 thân hoa em chia sẻ các bác cái chậu này cũng bằng 480k các bác ạ. 480 cho cái chậu này 8 thân hoa các bác nhé. Đó, mắt đỏ cánh bầu ạ. Đấy. Các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em các bác ạ. Rồi tiếp theo của em là một cái dề lan cẩm báo các bác nhé. Cẩm báo thì em có duy nhất một dề thôi ạ. Đó, các bác lưu hướng đi. Một dề, bộ rễ rất là dài. Đó, và cây đang có nụ như thế này các bác nhé. Đây các bác nhìn bộ rễ của nó này. Đấy, rễ đan quanh giá thể gọi là lũa cực kỳ là chắc các bác ạ. Lũa rất là chắc luôn. Đấy, em có đúng một dề em sẽ sell các bác bằng 430k một dề các bác nhé. 430 cho một cái dề cẩm báo ạ. Đó, bác nào sưu tầm được cẩm báo thì alo cho em các bác nhé. Ồ, đúng một dề thôi. Đây em chưa treo lên cây của nó to rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, dạ tiếp theo thì em có một chậu nhạn tháng 8 gọi là siêu VIP các bác ạ. Các bác chốt của mã này là V5 ạ. Đó, V5 của em thì là một chậu tháng 8 đơn thân các bác nhé. Lá thì nó hơi lỗi lá chân một tí các bác. Cái lá này là ngoẹo khục rồi nhé. Khục rồi, đây những vòi hoa cũ của nó này. Dạ cái mã V5 nhạn tháng 8 em chia sẻ các bác bằng 1.500k các bác ạ. V5 nhạn tháng 8 ạ, bằng 1.500.000 ạ. Rồi tiếp theo của em thì là một cái lũa lan đuôi cáo như thế này các bác. Một lũa lan đuôi cáo rất là to này. Các bác nhìn cả một dề cáo các bác ạ. Đây, các bác nhìn những con cáo khủng luôn. Đó, được thuần trên một cái lũa gỗ như thế này các bác ạ. To lắm. Mã này chốt cho em là cái mã 10B ạ. Dạ, đây ạ. Trước màn hình là một cái mã 10B cầm một giò lan đuôi cáo các bác nhé. Một giò cáo Bắc Cạn khủng. Đây, một cái giò cáo Bắc Cạn siêu VIP như thế này em chia sẻ các bác với giá bằng 1.250.000 ạ. Cái mã 10B các bác nhé, mã 10B. Có một lũa cáo khủng luôn. Đấy. Toàn con cáo cụ rồi các bác ạ, toàn con cáo cụ nhé. Và cây là chuẩn bị nụ hết rồi. Dạ em chia sẻ các bác với giá là bằng 1.250.000 các bác nhé. Đó, một dề trên lũa gỗ rất là đẹp các bác ạ. Cái mã 10B ạ. Dạ, tiếp theo em chia sẻ các bác đó là một cái dề quế trắng tháng 8 các bác. Đây, quế nguyên dề các bác này. Dạ, quế trắng tháng 8 các bác chốt cho em cái mã này là Q10 ạ. Đây ạ. Đó, trước màn hình của em là một cái dề quế khủng Q10. Em chia sẻ các bác bằng 2.860.000 các bác nhé. 2.860.000 cho cái mã Q10 ạ. Quế trắng tháng 8 các bác nhé. Quế trắng tháng 8 cái mã Q10 ạ. Rất là đẹp luôn các bác ơi. Đó, các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Mã Q10 2.860.000 ạ. Dạ tiếp theo thì em lại giới thiệu các bác một số đơn thân như là một cái giò hoàng tam bảo các bác này. Đó, trước màn hình của em là một cái giò hoàng tam bảo thì có mã là T3 các bác ạ. Đây. Lá nhựa siêu đẹp như thế này các bác ạ. Mã này mã T3 em để các bác bằng em chia sẻ các bác bằng 750k các bác nhé. 750k các bác ạ. Đây là cái mã T3 các bác ạ. Dạ tiếp theo của em là một cái chậu kiều yên tử các bác nhé. Một chậu kiều yên tử này. Đó, các bác rất là nhiều thân tơ luôn. Dạ hôm nay còn một chậu cuối cùng này em xả các bác bằng 1.100.000 các bác ạ. 1.100.000 cho kiều tím yên tử các bác nhé. Kiều tím yên tử. Đó, các bác sưu tầm được thì alo qua số điện thoại giúp em các bác ạ. Dạ tiếp theo của em lại là một chậu kiều lá mít các bác ạ. Kiều vuông lộc bắc ạ. Đó, thân lá mít rất là đẹp luôn các bác nhé. Đang sưng mắt nụ và vẫn đang còn nụ ạ. Em chia sẻ các bác mã này bằng 400k các bác nhé. 400k cho kiều lộc bắc ạ.
Dạ tiếp theo thì của em là một cái chậu lan đuôi cáo, một trụ lũa các bác ạ. Ở trước màn hình là một lũa cáo, bởi đó là toàn bộ cây cáo xếp đẹp các bác này. Đấy, cáo xếp đẹp lắm các bác ơi, các bác chốt cho em cái mã này là 3 trụ ạ, C3 trụ các bác nhé. Cái mã này là C3, một trụ cáo phải nói là thuần rất là lâu năm như thế này các bác ạ. Cây rất là đẹp các bác này. Toàn bộ là con xếp đẹp các bác nhé. Lũa này thì mới bắt đầu mở kẽ lá và có cây thì đi bắt đầu đi nụ rồi, có cây thì chưa các bác ạ. Đây các bác nhìn những con cáo này. Vì em hạ gần thì em soi nó sẽ bị tối. Đó các bác ạ, em có đúng một lũa này trên cục lũa nhá. Đây những con cáo xếp các bác nhìn này, đẹp lắm. Cây này đang có cây đang đi nụ rồi đấy các bác ạ. Đây cái mã C3 trụ ạ. Đó, các bác nhìn những con cáo xếp rất là đẹp luôn đây. Các bác nhìn cây này đang có hai nụ này. Đó, cây đây đang có hai nụ các bác nhé, cái mã C3 trụ ạ. Đó bao gồm là có, em đếm sẽ là 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con cáo các bác ạ. Cái lũa này của em thì có 7 con cáo nhé, cái mã C3 này. Đó bao gồm là có 7 con cáo. Dạ em chia sẻ các bác cái lũa này với giá là bằng 1.100.000 các bác ạ, 1.100.000 cho cái lũa cáo. Nói chung là cái lũa này thì bê lên nó rất là to các bác ạ. Em vì em không có người bê đấy. Đó vì em không có người bê phụ nên là em đặt nó trên một cái chậu để cho nó đứng các bác dễ xem ạ. Không, cái mã này em chia sẻ các bác 1 triệu đi, bao gồm 7 con cáo các bác nhé. Bao gồm một lũa cáo 7 con em chia sẻ các bác bằng 1 triệu ạ. Đó, các bác sưu tầm thì các bác alo trực tiếp qua số điện thoại thì bên em đã ghim trên bài rồi các bác nhé. Đó, em chia sẻ các bác bằng 1.100.000. Cái mã C3 trụ ạ, C3 trụ 1.1 triệu các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, 1.1 triệu cho cái mã C3 trụ ạ. Dạ, tiếp theo thì cái mã này của em thì các bác chốt là cái mã C1 các bác ạ, đây là cái mã C1 này. C1 thì là một cái chậu cáo phải nói là siêu VIP các bác ạ, có duy nhất một con cáo trắng phân nhánh bản lá to các bác nhé, bản lá siêu to. Đó, còn lại thì là cáo đỏ Bắc Cạn các bác ạ, có 3 con cáo đỏ Bắc Cạn này, một con cáo trắng phân nhánh này, bản lá to này. Em chia sẻ các bác cái mã này là C1 ạ. Dạ, cái mã C1 thì em gái chia sẻ các bác bằng 1.250.000 các bác ạ. Đó, 1.250.000 cho cái mã C1 các bác nhé, C1 ạ, 1.250.000 ạ. Đó, các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Đó, dạ, tiếp theo thì lại là những cái chậu Mitsu 4N các bác này. Đấy, trước màn hình của em thì là những cái chậu su rụt 4N như thế này các bác ạ. Các bác chốt cái mã này giúp em là cái mã N2 các bác nhé, N2 này. Cây phải nói siêu là rụt rịt, bản là mít to các bác nhé, bản là mít to. Dạ, cái mã N2 thì bao gồm là có hai cây và cây đã được thuần vườn rất là đẹp ạ. Đó, bác nào sưu tầm được cái mã N2 thì em chia sẻ các bác bằng 500.000 các bác nhé, 500.000. Đấy, bản là mít rụt dày, bình thường mã này như mọi like thì em bán các bác bằng 350 đến mấy 380 một cây các bác ạ, một cây. Và chậu này của em thì có hai cây nhé. Đó, em gái chia sẻ các bác bằng 500.000 các bác ạ, mã N2 ạ. Rồi, đây là một cái mã N1 các bác ạ. N1 thì là một cây đơn to này, cái đơn này rất là to. Đấy, cái mã N1 này thì bác nào sưu tầm được cái chốt và alo cho em. Rồi, em gái chia sẻ các bác cái mã này là bằng 350 các bác nhé, 350 cho một cây 4N đơn thân, bạn biết dụng rất là to ạ. Đó, các bác sưu tầm được thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Rồi, đó, tiếp theo của em là cái mã C2 ạ. Đó, C2 thì một cái chậu cáo phải nói rất là VIP các bác ạ. Cái chậu này của em thì bao gồm là có 6 con cáo. Đó, 6 con cáo thì bao gồm là có một con cáo trắng thì đang có hai nụ các bác nhé. Có một con cáo trắng thì đang có hai nụ. Còn lại là cáo đỏ Bắc Cạn các bác ạ. Cáo đỏ thì có 5 cây thì một cây cũng đang đi nụ rồi ạ. Còn lại những cây kia thì chậu cũng đang mở kẽ lá và chuẩn bị đi nụ các bác nhé. Đó, mùa này thì các bác cũng biết rồi, 90% là lan chuẩn bị hoa. Dạ, em chia sẻ cái mã C2 chậu VIP ạ, C2 cáo VIP này. Dạ, cái mã C2 cáo VIP em chia sẻ các bác bằng 1.500.000 các bác nhé, 1.500.000 các bác ạ. Dạ, C2 VIP ạ, 1.500.000 ạ. Đó, các bác anh chị các cô mình mà sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em gái ạ, 1.500.000 các bác nhé, mã C2 ạ, mã C2 các bác nhé.
Rồi, trước màn hình của em thì là một cái chậu ám Văn Giang các bác ạ. Một chậu ám Văn Giang thì có mã. À, chậu này của em thì có bao gồm là 2, 4, 6, 7 thân hoa các bác ạ. 7 thân hoa thì nó đã xuống lá rồi ạ. Dạ, một cái chậu ám Văn Giang có 7 thân hoa và đã xuống lá rồi. À, thân thì chuẩn bị nụ nha các bác, chuẩn bị nụ ạ. Rồi em chia sẻ các bác một cái chậu ám Văn Giang với giá là thanh lý các bác bằng 300k các bác nhé. 300k cho cái chậu ám Văn Giang ạ. Đây là cái dòng ám cổ Văn Giang các bác này. Đó, 300k các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì của em lại là một cái chậu mít của Hòa Bình các bác ạ. Trước màn hình là một cái chậu mít của Hòa Bình cánh bay 24 giờ. Thì phải nói là một cái dòng thân thủ to, nói chung là rất là đẹp các bác. Đấy, mít Hòa Bình. Và tiềm năng của nó thì vẫn là một chậu nái các bác ạ. Em đã chia sẻ rồi. Đó, riêng các bác chơi những cái chậu nái thì không bao giờ gọi là không bao giờ lo là mất giống, mất gốc. Tại vì những cái chậu nái này tiềm năng là mỗi năm các bác có một lứa, lứa hoa đẹp và những cái chậu nái rất là to ạ. Dạ, em chia sẻ cái chậu mít Hòa Bình với giá là bằng 550k các bác nhé. 550 ạ. Đó, 550 cho cái chậu mít Hòa Bình ạ. Các bác sưu tầm thì alo qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Ủa đấy, đấy, tí nữa đổ các bác ạ. Các bác sưu tầm thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp em ạ. Giờ lại không có chỗ mà để. Đó, 550 mít Hòa Bình ạ. Các bác mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé. Rồi, tiếp theo thì em chia sẻ các bác một cái tác phẩm đơn thân là một cái lũa nhạn tháng 8 VIP như thế này các bác này. Đây. Đây, trước màn hình của em là một lũa tháng 8 gọi là siêu VIP các bác ạ. Đó, một lũa thì bao gồm 4 cây, thì có một cây là cây đây các bác này, cây bé nhất là nó bị lỗi lá và nó hơi vàng lá chân các bác ạ. Các bác ngắm lũa nhạn tháng 8 của em này. Dạ, em chia sẻ cái lũa nhạn tháng 8 có mã là V1 ạ. Đây các bác ơi, V1 nhé, bản lá to dày các bác nhé, bản lá rất là to và dày này. Đó, V1 nhạn tháng 8, rồi hôm nay thanh lý các bác này, ngày mai ngày mốt em nghỉ đây. Đây các bác sưu tầm thì các bác alo cho em cái mã nhạn tháng 8 có mã là V1 VIP. Rồi em xin chia sẻ các bác mã này với giá là bằng 3.500.000 các bác nhé, 3.500.000 là hôm nay em gái thanh lý đấy. Ở trước bình thường các bác mua cái lũa như thế này không dưới 8 triệu đến 12 triệu đâu ạ. Đó, 3 triệu 5 ạ, 3 triệu 500k các bác nhé. Mã này V1 ạ. Đó, V1 nhận tháng 8 ạ, 3 triệu 5 ạ. Rồi, tiếp theo là một cái chậu chồn hồng phải nói siêu là to khủng các bác ơi. Dạ, đấy các bác ngắm đây, trước màn hình của em là một chậu chồn hồng siêu to nhé. Các bác nào sưu tầm thì các bác chốt cho em cái mã này thì chốt là H2 chồn hồng. Bạn to đẹp. Hôm nay xả các bác là bằng H2 chồn hồng với giá là bằng 1.680.000 các bác ạ. 1.680.000 các bác nhé. Chồn hồng có mã là H2. Rồi, tiếp theo là mã chồn hồng có mã là H1 ạ. Đây các bác nhìn lũa cây đẹp này. H1 chồn hồng lũa này, mã này em sale các bác bằng ôi các bác nhìn những con chồn rất là to, chỗ này nó bị rạn lá các bác, nó nẻ này. Đấy, cây đang đi nụ rồi các bác nhé, cây đang đi nụ rồi, mã H1 2, 4, 6, 8 con chồn các bác ạ. Mã này H1 có 8 con chồn ạ. Dạ, em chia sẻ các bác với giá bằng 600k các bác nhé, 600k cho cái mã H1 đuôi chồn ạ. Đó, một giò chồn Lai Châu đẹp với giá là bằng 600k các bác nhé, 600k. Rồi, tiếp theo thì em chia sẻ các bác tiếp một chậu cáo rất là khủng ạ. Bác ơi, một chậu cáo phải nói là một chậu nuôi cáo siêu to các bác này, đang có nụ rồi ạ. Đấy, tức là có cây đang nụ rồi, có cây gì chưa ạ. Cái mã này bác chốt là 4B ạ, mã 4B nhé. Ôi các bác ơi, nhìn những con cáo nó rất là to trên một cái dề các bác ạ. Trên một cái dề lũa như em đặt lên chậu các bác ạ. Rất là nhiều con nhé, 1 này, 2 này. Con này đẻ con ghê quá này, 3, 4 này, 5 này, 6 ạ, 2, 3, 4, 5, 6, 9 con cáo các bác ơi. Lũa này của em 9 con nhé, một chậu này 9 con này. Đó, và có những con đang đi nụ rồi ạ. Cái mã 4B các bác nhé, mã 4B.
Đấy, bác nào sưu tầm được cái mã 4B này thì chốt nhé. Em để các bác bằng 1 triệu 100k, 1 triệu đi các bác ơi, 1 triệu cho cái mã 4B nhé. Đây cái mã 4B em sell các bác bằng 1 triệu ạ. 9 con cáo các bác ạ, 9 con cáo cho cái mã 1 là 4B ạ. Bằng 1 triệu các bác nhé. Rồi tiếp theo của em lại là một cái chậu bệt nhung. Chậu này thì khá là đẹp các bác ạ. Thân thì mới đang bắt đầu xuống lá thôi. Đấy, thân này bắt đầu xuống lá để chuẩn bị đi nụ rồi. Em có một chậu duy nhất hôm nay xả các bác. Với giá là bằng 220k đấy các bác ạ. 220k cho cái chậu bệt nhung ạ. 220 cho bệt nhung các bác nhá. Rồi tiếp theo của em thì là một cái chậu ám cánh bầu đại các bác. Đây là cái dòng cánh bầu đại bay 24 giờ. Một chậu nái khủng này. Các bác nhìn cái chậu nái tiềm năng là nó như thế này. Đó, năm nào các bác cũng có một cái tác phẩm gọi là siêu to ạ. Để mình chơi chấn vườn nhá. Đó, mầm gốc các bác nhìn thấy không đếm xuể được. Cái mã cánh bầu đại này, một chậu cánh bầu đại VIP em chia sẻ các bác với giá bằng 1 triệu ạ. Dạ em chỉ gái chia sẻ các bác bằng 1 triệu cho cánh bầu đại VIP nhá. 1 triệu. Rồi tiếp theo của em là một cái chậu nữ hoàng 28 các bác nhá. Nữ hoàng 28 này, chậu này thì khá là nhiều thân tơ. 2 4, 6, 8, 10 thân hoa các bác ạ. Dạ nữ hoàng 28, 10 thân hoa. Em sell các bác bằng 680k các bác ơi. 680 cho cái chậu nữ hoàng 28 các bác nhé. 10 thân hoa. Dạ tiếp theo của em thì nó lại là một cái chậu mít văn sơn lá nhựa các bác ạ. Đó, trước màn hình của em là một cái chậu mít văn sơn lá nhựa siêu đẹp nhé. 10 thân hoa. Và cũng đang xuống lá như hình các bác ạ. Đang xuống lá để nó sẽ vào nụ ạ. Đó, cũng như em đã chia sẻ rồi, 90% là mùa này lan chuẩn bị hoa các bác nhé. Đó, mít văn sơn lá nhựa hôm nay em sale các bác bằng 680k đi các bác ơi. Thanh lý luôn 680 nhé. Mít văn sơn 680 cho cái chậu này 10 thân hoa các bác ạ. Rồi tiếp theo là một cặp đai trâu bò sữa đẹp các bác ạ. Cặp này đẹp quá này, có cây rất là to. Đây một cặp bò sữa các bác nhé. Nó hơi nỉa một tí lá này. Hơi nỉa một tí lá, cái mã này bò sữa em để các bác bằng 190k các bác ạ. 190 cho bò sữa nhé. Rồi tiếp theo là một cái cặp hồng cánh sen thì có 3 cây các bác. Cây này thì gãy mất một ngọn rồi. Hồng cánh sen này, có cái lá bên dưới đã gãy mất nữa là 2 rồi. Mã này, đây các bác này gãy mất một lá này nữa này. Đấy, cái một chậu hồng cánh sen 3 cây. Rồi cái chậu này bác nào sưu tầm em thanh lý bằng 160k các bác nhé. 160 cho cái chậu hồng cánh sen 3 cây này. Nói là hàng lỗi em đi nhập bên Thái cũng không có giá 160. Đó. Bình thường trong năm này những chậu này em bán 480 này thả xả các bác bằng 160.000 nhá. Hồng cánh sen. Rồi tiếp theo là một chậu xanh cốm các bác ạ. Cốm thì nó bị lỗi lá này, em để các bác bằng 210 này, thanh lý đấy. Đó, tiếp theo là một cái cặp vàng chanh như thế này nữa các bác ạ. Vàng chanh thì nó bị lỗi lá các bác cháy này. Đó, vàng chanh lỗi em để các bác bằng 210 luôn nhá. 210 cho vàng chanh bị cháy lá. Rồi các bác sưu tầm thì các bác alo qua số điện thoại giúp em gái các bác ạ. Đây em có một chậu nhãn tháng 8 mà cây nó nhỏ bị gãy ngọn các bác này. Nhãn tháng 8 các bác chốt cho em cái mã này thì alo cho em các bác nhé. Gãy ngọn đấy. Thực ra là nó hơi. Cái mã này chốt cho em là V8 đi. V8 á. 2,4 bao gồm có 6 con nhãn các bác ạ. Mã V8 này bao gồm có 6 con nhạn tháng 8 tại vì nó hơi nhỏ. Em xả các bác cái mã này bằng rồi thanh lý các bác bằng 500k đi các bác ơi, thanh lý các bác bằng 500k nhá. Đó cho các bác sưu tầm về chấn vườn. Về có con giống các bác ạ, về có con giống nhá, gọi là xả cho có con giống. Rồi tiếp theo thì em chia sẻ các bác nó là một chậu quế rụt nguyên bản. Ở những cái cục nguyên bản mà nhà em về cắt ra các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Nó hơi lỗi lá các bác, lỗi lá chân đấy. Chậu này nó bị lỗi lá chân. Bản rụt thì các bác hiếm khi các bác nhìn thấy cây bản rụt đẹp như thế này. Đây cái mã này chốt cho em là cái mã 1 cái mã G1. Cái mã G1 G1 quế trắng tháng 8 rụt hòa bình này. Mã này em để các bác bằng 260 các bác ạ. Mà thôi lỗi em để các bác 250 đi. Đó, mã này lỗi em để bằng 250 các bác nhé. G1 này. Đây là cái mã G2 các bác ạ. G2 thì cây đẹp quá các bác này. Được, G2 cây như này các bác, G2 thì thôi xả các bác cũng bằng 200k đi. À em xin lỗi bằng 250 ạ. Rồi cái mã G2 nhá, em cũng để các bác bằng 250 các bác ạ, 250 ạ.
Đó, các bác sưu tầm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé, 250. Rồi tiếp theo thì em có một cái chậu bạch nhạn các bác. Đây là cái dòng bạch nhạn hoa trắng này. Có khách nhà em thì sưu tầm nhiều lắm bạch nhạn này. Chứ cái dòng bạch nhạn này vòi của nó thì nói chung là rất là dài, vòm hoa rất là đẹp, bạch nhạn hoa trắng tinh. Rồi em chia sẻ các bác cái mã này bằng 480k các bác nhé, 480 cho bạch nhạn hoa trắng á. Đó, các bác sưu tầm bạch nhạn hoa trắng thì alo trực tiếp qua số điện thoại giúp em các bác nhé, 480 ạ. Rồi tiếp theo của em lại là một chậu cáo của Bắc Cạn các bác ạ, một chậu cáo đỏ của Bắc Cạn này. Chậu này thì bao gồm thì có 5 cây các bác ạ, bao gồm có 5 cây. Đó, bác nào sưu tầm được cái chậu này thì các bác chốt và alo cho em nhé. Đó, 5 cây như hình thì các bác cái mã này bác chốt là mã 3B. Một cái mã 3B em để các bác bằng 260 các bác ạ, 260 nhé. Cho cái mã 3B này, 260. Với cái mã này là em thanh lý các bác ạ, 260. Với cái mã 3B. Rồi tiếp theo của em thì lại là một chậu cáo trắng và cây xếp đẹp các bác nhé. Chậu này thì cây xếp đẹp. Và nó cũng có 3 cây thì có 2 cây to và 1 cây nhỏ. Chia sẻ cái chậu cáo trắng này bác là sưu tầm được em chia sẻ bằng 400k các bác ạ. 400k cho cái chậu cáo trắng 3 cây này. Rồi các bác chốt cho em cái mã này là mã 5B ạ. Đây, cái mã này là mã 5B các bác nhé, 5B với giá bằng 400k. 400k cho cái mã 5B các bác nhé. Rồi. Đấy, tiếp theo thì em còn 3 cái cây cù long minh xanh các bác ạ, xanh cốm mà nó bị lỗi lá các bác này. 3 cây nó lỗi, hôm nay xạ bình thường em bán 250 một cây, xạ các bác 3 cây với giá bằng 200k các bác ạ. 3 cây như thế này các bác này. Xạ các bác bằng 200k cho cái 3 cây cù long minh các bác nhé. Có đúng 3 cây đâu, 200k. Đó, các bác sưu tầm thì các bác alo qua số điện thoại giúp em ạ. Dạ, trước màn hình của em thì có duy nhất một chậu lan bảo duy các bác ạ, một chậu bảo duy như hình này đẹp. Đấy, chậu này thì trị giá nó rất là cao rồi, nhưng mà thực ra là em có đúng một chậu thôi. Đó, đang bắt đầu bật mầm gốc của em xạ các bác bằng 580 các bác ạ, 580 nhé cho cái chậu bảo duy này. Dạ tiếp theo thì lại là một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ các bác ạ. Đây là một chậu Phú Thọ 5 cánh trắng quốc dân này. Một chậu Phú Thọ 5 cánh trắng lá lỗi quốc dân nhé. Dễ chơi và dễ hoa, bình thường cái chậu này bây giờ bác mua thị trường cũng không dưới giá 1 triệu, 1 triệu 2. Em sell các bác bằng 750k các bác ạ, 750 ạ. 4 thân hoa nó dao động từ 1m3 đến 1m4 ạ. Đó, một chậu nái mầm gốc thì rất là đẹp các bác nhé. Nói chung là tiềm năng. Đó, năm này qua năm khác là các bác vẫn giữ nguyên được một chậu nái 750 cho Phú Thọ nhưng 5 cánh trắng lá lỗi nhé. Rồi tiếp theo thì em có một chậu hồng yên thủy có 2 thân thôi. Rồi xạ các bác cái chậu hồng yên thủy này là bằng 230 các bác ạ, thanh lý này, đang bắt đầu xuống lá rồi. Đó, 230k cho cái chậu hồng yên thủy các bác ạ. Em có duy nhất một chậu hồng yên thủy nhé. Rồi đây em có mấy thân kiếm các bác này. Hôm nay thì có anh khách trên Hải Phòng là lấy hai chậu phan trí rất là to. Như mọi hôm thì em đã quay các bác rồi, một chậu phan trí mà nó bản to côn lùn nhá. Đây thì chậu này của em thì cái thân này thì em tách ra này. Đó, tách ra có hai thân thôi, còn đâu là khách lấy rồi. Đối với bác nào mà lấy một thân này thì em sẽ sell các bác này, sell lấy con giống này. Thân này em sell các bác bằng 200k các bác nhá, 200k cho cái thân phan trí này. Đây, thân này thân lùn củ đẹp các bác này, thân này bạn lùn này. Đó, thân này thì bao gồm là có một thân tơ và hai sừng trâu, cặp hai cặp sừng trâu ôm hai bên ạ. Chung là rất là đẹp các bác ạ. Đó, phan trí cho cái thân này thì bác nào sưu tầm được em chia sẻ bằng 360 các bác nhé, 360. Nói chung là quá rẻ, bình thường thân này các bác mua này sẽ không dưới giá là bằng 800k đâu. Đó, em để các bác bằng 360 nhá. Còn bác nào lấy gộp đơn thì em sẽ sell bằng 500k cả cụm này các bác này. Đó, 500k cả cụm này là rất là rẻ luôn các bác ạ, thực sự luôn. Đấy, em có một đơn xanh Huế thì nó bị lỗi lá các bác này. Nó hơi nhỏ, em để các bác đơn này 150 các bác lấy con giống nhá. 150 cho các bác có con giống để chơi này. Đấy. Rồi tiếp theo thì em có một cái thân hồng khánh đăng như thế này các bác này. Một thân hồng khánh đăng này là một củ tơ với lại một thân sừng. Chú hồng khánh đăng này nó ở cái top sánh hàng với phan trí các bác ạ. Đó, nếu mà để mặt bông nó bây giờ thì nó còn đẹp hơn cả phan trí luôn. Bác sưu tầm em để cái thân này bằng 250 các bác nhá, hồng khánh đăng này. Đó, còn một cái đơn quỳnh hương kiếm em xả các bác 150 á. Nói chung là ăn tiêu bao nhiêu cũng hết các bác ạ. Cái mã này gọi là em thanh lý thôi, 150 các bác nhá.
Ở 150 về các bác dinh sang năm mình có một chậu lan khổng lồ rồi, 3 tháng sau rồi các bác. Đó, 3 tháng sau mình có chậu lan khổng lồ rồi chứ không nói là 1 năm sau ạ. Đó. Các bác muốn sưu tầm những cái tác phẩm siêu đỉnh thì cứ liên hệ trực tiếp qua bên em nhé. Tại vì bên em cũng thường xuyên là xuống rất là nhiều những chậu lan đẹp các bác ạ. Ví dụ như là bên em thì có quế đơn thân này, cáo này, tam bảo sắc này, kiếm này. Ngoài vườn thì hôm nay nó hơi tối các bác, hơi tối này. Trước màn hình của em thì là một chậu xanh Huế các bác ạ, chậu xanh Huế này. Chậu này khá đẹp các bác ạ. Trước màn hình là chậu xanh Huế nhá. Chậu này thì thân tơ không các bác ơi, thân tơ chuẩn bị hoa rồi đấy. Đấy. Chậu này nhỏ nhưng ngoài vườn còn chậu to hơn các bác này. Đây ngoài vườn có chậu xanh Huế khủng như thế này nữa các bác này. Đấy, một chậu xanh Huế rất là khủng như thế này các bác nhá. Chậu xanh Huế khủng như này bác nào sưu tầm được cả chậu ấy thì em sẽ chia sẻ bằng 1 triệu. 1 triệu 6 đi các bác ơi. Hôm nay thanh lý các bác 1 triệu 6 một chậu xanh Huế khủng lồ nhé. Đấy gọi là siêu to khủng lồ các bác ạ. Chung là ngoài trời này nó hơi tối các bác xem thì nó sẽ hơi khó. 1 triệu 6 cho cả một chậu xanh Huế siêu to vật vã. Đây ạ, em lại soi các bác một cây nhài Nhật nhà em là hàng khủng như thế này. Nó phải nói gốc nó bằng cổ chân các bác ạ. Gốc bằng cổ chân luôn vì do là hôm nay nó hơi tối. Thực ra là cái chậu này của em lúc trước là rất là nhiều bác hỏi mua nhưng mà nhà em không bán. Thực sự là như vậy. Tại vì do nhà em mấy hôm nữa là em chuẩn bị làm bếp ấy, nên là em sẽ tháo rỡ. Thành ra là bác nào có nhu cầu được mà mua được cái cây nhài Nhật khủng này thì các bác alo cho em nhé. Nói chung là nguyên tán với vòm hoa của nó thì rất là to. Nói chung là đang nụ chi chít các bác ạ, nhiều nụ lắm luôn các bác. Đấy và em sẽ nhượng lại cho bác nào mà muốn sưu tầm cái cây nhài Nhật khủng này ạ. Đó, bác nào muốn sưu tầm lại cái cây nhài Nhật khủng này thì các bác alo trực tiếp cho em các bác ạ. Alo trực tiếp cho em các bác nhé. Tại vì là em sẽ nhượng lại để nhà em làm bếp. Đây ngoài ra em còn những cái lũa cáo to như thế này các bác này em cũng không bê được. Những lũa này thì nó rất là to. Bác nào muốn sưu tầm những lũa to này các bác alo trực tiếp cho em thì em sẽ chia sẻ cả lũa. Đấy. Quế nguyên rề đẹp các bác như này, các bác nào muốn sưu tầm những rề quế khủng thì bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em sẽ chia sẻ lại Zalo các bác nhé. Sẽ chia sẻ lại Zalo cho. Toàn siêu phẩm thôi các bác ạ. Nhà em thì nói chung các bác hay theo dõi like là các bác cũng biết em ấy hay rất là hay xuống nhiều những tác phẩm đẹp. Rất là hay xuống nhiều những tác phẩm đẹp các bác nhé. Ngoài ra là những cái giò tam bảo của Tây Bắc lá xếp như thế này các bác là nói chung là nụ thì rất là nhiều. Đấy cái giò này mà chia sẻ các bác có 1 triệu mốt thì quá là rẻ các bác ạ. Đấy. Anh chuyển treo lên hộ em tí đi. Treo lên em cái. Xong rồi. Đấy. Em quên mất chia sẻ lại các bác một cái lũa nhạn hàng 8 VIP như này các bác ơi. Mã này để chốt cho em là V2. V2 nhạn hàng 8 siêu VIP, cái lũa khủng này siêu to khủng lồ các bác ạ. Và bản là mít nhựa đẹp này. Mít xếp này, mã này thì hôm nay thanh lý cho bác nào sưu tầm được này. Bình thường các bác mua một cái lũa này thì nó sẽ không dưới là không dưới là 12 triệu đến 15 triệu đâu. Hôm nay em sẽ xả thanh lý cho bác nào mà sưu tầm được với giá là bằng 5,8 triệu các bác nhé, 5,8 triệu cho cái mã V2 nhận tháng 8 các bác ạ. Đó, các bác mà sưu tầm được thì alo qua số điện thoại giúp bên em các bác nhé. Đó, em xin cảm ơn tất cả các bác ạ.